Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức đã mở cửa lại khoa hồi sức vì số lượng bệnh nhân F0 trở nặng tăng nhanh. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Hoàn, số điện thoại 0378 3 số cuối 534. Phải sao bục giảng vì COVID-19, thầy giáo hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam đã làm một công việc đặc biệt, tình nguyện vận chuyển F0. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Hằng, số điện thoại 0371 3 số cuối 874. Độc đáo bưởi diễn, bưởi tiến vua, ghép quýt hồng, bưởi da xanh đón Tết. Phản ánh của khán giả Phạm Quỳnh Anh có số điện thoại 0784 3 số cuối 495. Bức tranh đồng quê thú vị thường bắt gặp những ngày này trên cánh đồng tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khi một bầy vịt đồng đã bị đàn cò trắng kéo đến uy hiếp để tranh ăn. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Giới trẻ Sài Gòn thích thú khi được ngắm nhìn tuyết nhân tạo rơi trên nhiều tiểu cảnh khi Noel đang đến gần. Chia sẻ của khán giả Ngọc Nguyên, số điện thoại 0384 3 số cuối 784. Thưa quý vị, thời gian qua, số lượng bệnh nhân F0 tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng, kéo theo tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng tăng lên. Để đảm bảo công tác điều trị tốt nhất, bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức đã mở lại các khoa hồi sức. Tháng 11 vừa qua, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát, số ca bệnh nặng giảm mạnh, bệnh viện chỉ còn giữ lại 150 giường hồi sức, một khu cấp cứu và 3 khoa điều trị. Tuy nhiên hiện nay bệnh viện phải mở thêm khu điều trị ICU 2B bởi số lượng bệnh nhân đã tăng trở lại sau gần 2 tháng thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh. Trong các cụm theo mô hình bệnh viện chị em thì bệnh viện hồi sức COVID-19 thuộc cụm 1 bao gồm quận Bình Thạnh, quận 4 và thành phố Thủ Đức. Khoa này là khoa ICU 2B thì mới mở lại trong khoảng 2 ngày thôi. Thì tại vì cái tình trạng quá tải của cả thành phố mình cũng như của cái cụm của bệnh viện hồi sức đang gánh là Bình Thạnh, Thủ Đức và quận 4. Thì tức bệnh viện này là bệnh viện tầng 2 và gánh cái cụm đó thì cái bệnh viện tầng 3 chứ đang gánh cái cụm đó từ tầng 1 tầng 2 mấy hôm nay liên hệ rất là nhiều. Mà trong khi đó thì ngay từ đầu cái số lượng mà nhân sự của bệnh viện mình gửi về sở y tế chỉ có thể mở được 150 giường thôi. Và cái số lượng bệnh nhân lúc đó đã lên tới 180 bệnh nhân rồi mà các bệnh viện ở dưới tầng dưới vẫn liên hệ rất là nhiều. Trước tình hình đó, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đang đề xuất tăng lực lượng để nâng quy mô lên 300 giường trong tuần tới để có thể nhận thêm các bệnh nhân ngoài cụm trong tình huống khẩn cấp và nâng cao chất lượng điều trị. Một trong những bệnh nhân trẻ tuổi tại khu ICU 2B là anh Nguyễn Thanh Bình, ngụ thành phố Thủ Đức. Anh cho biết sau khi thành phố mở cửa, bản thân đã đi làm trở lại bình thường. Tuy đã tiêm đủ 2 mũi nhưng không ngờ lại nhiễm COVID-19 và bệnh tình chuyển nặng nhanh đến vậy. Ngoài lực lượng chính thuộc Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Nhân dân 115 đang tiếp quản Bệnh viện Hồi sức COVID-19, thì mới đây Sở Y tế đã điều động nhân lực từ hai bệnh viện Ung Bướu và Trưng Vương để hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, đúc kết kinh nghiệm từ nhiều đợt dịch trước, đại diện Bệnh viện Chợ Giấy cho rằng bắt buộc phải trộn lại nhân lực để có đầy đủ các chuyên khoa, sau đó đào tạo tại chỗ, đào tạo cuốn chiếu trong từng giai đoạn thì mới đáp ứng được chuyên môn điều trị. Kể từ khi huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bùng phát dịch bệnh COVID-19 kể từ cuối tháng 10 đến nay, thầy giáo Lê Huy Phương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập đã rời bục giảng để làm một công việc đặc biệt, tình nguyện vận chuyển F0, cũng chính là những học sinh của mình đến nơi điều trị. Dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm và dù chặng đường vô cùng xa xôi, trắc trở, nhưng với tình yêu thương dành cho học trò, anh vẫn kiên định gắn bó với công việc này hơn một tháng qua.
Từ cuối tháng 10, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện ca F0 đầu tiên và lây lan nhanh ra cộng đồng. Các bệnh tiếp tục tăng, tập trung chủ yếu ở 4 trường học. Hàng trăm em học sinh phải tạm dừng việc đến lớp để chuyển về các khu điều trị. Nam Trà My là huyện miền núi nghèo, cách xa trung tâm nên quá trình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn, phương tiện lại khan hiếm. Được câu lạc bộ Bạn Thương Nhau hỗ trợ xe, thầy giáo Lê Huy Phương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập đã không ngần ngại tình nguyện làm người vận chuyển, đưa các em học sinh vượt hàng trăm km đường núi về thành phố điều trị. Mình xung phong chở F0 đầu tiên là lý do là do học sinh, bởi vì nó nhỏ cho nên là nó bị nhiễm thì mình cũng thấy nó rất là lo, nó lo mà không có cái từ gì giờ diễn tả được. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì cái phương tiện và để mà lây vận chuyển thì nó lại hạn chế hơn một tí, ở huyện thì cũng không có nhiều xe. Hơn một tháng qua, những bữa ăn vội bên vệ đường như thế này đã gắn bó với anh và người bạn đồng hành trong suốt quá trình vận chuyển F0 về nơi điều trị. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, anh chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi bên vệ đường và tự cách ly sau mỗi chuyến đi. Trong những ngày đầu, thầy Phương đã có những cái câu lạc bộ kết nối của thầy Phương đã điều được 5 chiếc xe để chuyển những ca bệnh đầu tiên trong giai đoạn mà bệnh nhân rất là nhiều, hơn 161 bệnh nhân, cùng với xe ô tô Trường Hải của tỉnh điều động, thì thầy Phương đã giải quyết 50% trong số bệnh nhân đó. Đến ngày tiếp theo thì thầy Phương cũng đã tiếp tục duy trì 2 chiếc xe 16 chỗ ngồi để mà hỗ trợ huyện Nam Trà My, trung tâm Nam Trà My vận chuyển bệnh nhân F0 về tuyến trên. Hơn 20 năm cầm phấn đứng trên bục giảng để gieo từng con chữ cho học sinh vùng cao, giờ đây khi dịch bệnh bùng phát, anh lại tiếp tục đồng hành với học trò của mình theo một cách đặc biệt hơn. Hành trình gian nan suốt hơn một tháng trở thành tài xế, anh Phương đã đưa hơn 400 học sinh xuống phố để điều trị COVID-19. Và giờ đây có gần 200 em đã khỏi bệnh. Cũng chính trên chuyến xe này, người thầy giáo tận tụy ấy lại chở học trò của mình rời phố về núi để tiếp tục hành trình cõng chữ lên non. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây cũng là lúc mà nhiều nhà vườn trồng sứ tất bật chuẩn bị cho chợ hoa Tết. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng những nhà vườn trồng kiểng vẫn chuẩn bị cây như thường lệ, đánh cược vào canh bạc chợ hoa Tết năm nay. Như thường lệ, vào khoảng tháng 9 âm lịch, những nhà vườn trồng sứ sẽ bắt đầu chuẩn bị chiết ghép cây để chuẩn bị cho thị trường Tết. Mình đi bán cũng nhiều năm, mình gặp những thị trường, những cái vườn sứ nào bông đẹp đó, mình mua cây bố mẹ nó về mình ghép qua sứ nguyên liệu của mình. Giống nào mình thấy thịnh hành nhất đó, mới nhất là mình đem nó về mình nhân ra. Ví dụ mình tùy theo khách hàng, cũng tùy theo chợ. Ví dụ có lắm khi là những cái chợ nó thích là một cây mình ghép 4 màu nữa. Còn chợ thì có người ta xài thì người ta thích một màu. Ghép 4 màu đó mình ghép cũng phần nào thôi. Ví dụ người ta thích là tứ trụ đó, 4 màu. Hiện tại vườn tôi chuẩn bị tầm khoảng 300 cây. Thì trong đó thì có cả hai sứ là sứ ghép với kỳ duyên. Thì tớ thì chuẩn bị như tầm khoảng tháng 9 là mình ghép. Là sứ ghép là tháng 9 là mình ghép. Còn như kỳ duyên thì tầm khoảng tháng 11 là bắt đầu mình thay phân. Thay phân với mình xịt dưỡng, mình xịt kích bông, dưỡng lá, dưỡng rễ rồi cho nó tốt cây, tốt củ. Đằng Tết mình đi bán cho nó dễ bán. Trong những năm qua, sứ được xem là loại cây tiềm năng vì dễ trồng, dễ chăm sóc. Nhiều nhà vườn đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật lai tạo như thụ phấn, cấy bo để xuất hiện nhiều loại hoa mới đa dạng màu sắc nên được nhiều khách hàng săn đón. Mặc dù đã chuẩn bị cho vụ hoa xuân, thế nhưng nhiều nhà vườn vẫn không khỏi lo lắng cho thị trường năm nay. Đi chợ hàng năm nào vậy, trong cho gần tới cái mùa Tết đó, đi chợ xuân nó nôn lắm. Làm như bán năm nào nó quen đó. Cái ước nguyện cũng cầu mong cho dịch bệnh nó mau dứt dịch bệnh, nên mình đi chợ bán thì nó giá cả thì nó thạnh hơn. Thì mỗi năm thì nó bình thường thì mình bán nó suôn sẻ đó, nhưng mà năm nay chuẩn bị thì chuẩn bị nhưng mà không biết là bán có được giá như mấy năm trước hay là không. Nếu như năm nay mà bán như được 60-70% thì nó cũng có hơi tí xíu buồn. Tại vì không có bán được như mỗi năm trước thì cũng có hơi buồn tí xíu, nhưng mà có đi bán là mình vui.
Mặc dù đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thế nhưng nhiều nhà vườn vẫn cố gắng chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Hy vọng tình hình dịch sớm được đẩy lùi để những nhà vườn trồng hoa kiểng được hưởng một mùa chợ hoa xuân trọn vẹn. Với mong muốn tạo ra những mặt hàng mới lạ và chất lượng từ trái bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2022, các nhà vườn ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chăm sóc vườn cây của mình. Đây là năm thứ 5 ông Hà Thanh Hồng, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung canh tác cây bưởi diễn, một loại bưởi rất được người dân miền Bắc ưa chuộng, trưng trong những ngày Tết cổ truyền. Năm nay ngoài 20 chậu bưởi diễn, ông Hồng còn thử nghiệm 10 chậu bưởi Tiến Vua có ghép thêm đặc sản trái quýt hồng lên cây bưởi nhằm đa dạng mặt hàng bưởi chậu của vườn nhà. Thấy ở Hà Nội nó cũng có lên cái số chậu bưởi đó, thì mình thấy nếu ở ngoài làm được ở đây chắc mình cũng làm được, nên đặt nhánh ở ngoài đem về đây đó. Bưởi diễn, bưởi Tiến Vua là bưởi lượng văn đó, bưởi da đỏ ruột đỏ. Tôi có năm nay tôi cũng có ghép vô quýt để nghiên cứu mình rút kinh nghiệm làm cho nó trái nó khoảng đạt một cây vậy là phải từ 9-10 trái quýt với 5-6 trái bưởi là được rồi. Ở đây là nó trồng nó cũng phù hợp, cũng tốt như bưởi mình đây. Nó cũng như cây quýt thì nó dễ hơn cây quýt nữa, ít bệnh hơn cây quýt. Nhưng mà có cái để trái thì nó khó đậu hơn. Tết năm nay, hai công bưởi da xanh của anh Hà Minh Duy, xã Vĩnh Thới cũng sẽ cung cấp cho thị trường Tết khoảng 1.000 trái bưởi. Hiện anh Duy đang tập trung cho khâu cắt tỉa cành, tạo độ thông thoáng cho vườn, sẽ giúp cho trái bưởi bóng và đẹp hơn. Đây tới Tết còn 2 tháng nữa, thì để chăm sóc được cái vẻ bề ngoài cho nó đẹp, thì ngoài những chăm sóc từ nhỏ, hiện nay thì cần chú trọng lại cái sâu đục trái và sâu ăn vỏ. Thì mình những loại sâu đó thì những loại thuốc sinh học đơn giản của mình là sẽ giúp cho trái của mình bóng da rồi, không cần phải sử dụng hóa học. Cho nên là chỉ cần mình tỉa cho thống thoáng cây rồi trái rồi cho nó đầy đủ ánh nắng, da dẻ nó đẹp sẽ cung cấp ở thị trường được. Để mà tạo được ngọt cho trái bưởi thì không có hạn chế sử dụng phân kali mà mình gãi vôi thường xuyên rồi bón phân hữu cơ ủ quai mục sẽ tạo cho cái trái bưởi mình ngọt tự nhiên mà mọng nước, không có khô. Với tư duy của những người nông dân hiện đại, không ngừng học hỏi để tạo ra những sản phẩm mới lạ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn sinh học, tạo ra những trái bưởi đẹp về mẫu mã, ngon về chất lượng. Tin tưởng rằng sản phẩm của những người nông dân này sẽ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Anh là Tết là 4 trái bưởi một chùm vậy đó, anh quất vô một chùm anh để lên mâm một cái rồi đó. Sau những đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, trên những đám ruộng còn mấp mé nước ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bầy vịt đồng thỏa sức tung tăng, lội bỉ bõm, kiếm cái ăn dưới mặt nước. Tuy nhiên, cảnh bình yên này đã bị đứt quãng khi xuất hiện một đàn cò trắng bất ngờ xả xuống bủa vây đàn vịt, nối đuôi nhau thành từng hàng, rút lui, nhường ngư trường béo bở lại cho đàn cò trắng. Không lâu sau, đám ruộng này đã bị nhuộm một màu trắng của đàn cò, không còn thấy bóng dáng màu vàng nâu của những chú vịt đồng như lúc ban đầu. Khung cảnh này tạo thêm nét chấm phá trong bức tranh đồng quê rất ngoạn mục và thú vị tại những vùng nông thôn của Việt Nam. Thưa quý vị, chim công được mệnh danh là vật nuôi phong thủy và cũng là loài nằm trong nhóm chim quyền lực nhất. Chính vì sắc đẹp hấp dẫn của chim công, vài năm trở lại đây, nhiều nông hộ ở miền núi huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũng đam mê giống chim quý này. Gia đình chị Trần Ngọc Hưởng là một ví dụ. Gia đình của chị đã khởi nghiệp
nuôi chim công từ năm 2018 và đến nay mở ra hướng làm kinh tế mới. Theo chia sẻ, chim công chủ yếu ăn rau, củ và thức ăn chế biến. Chúng được nuôi nhốt trong chuồng, thích nghi với không gian rừng nên sinh sản nhanh, nhất là ăn thóc lúa. Thích thú với động vật lạ, nhiều người tìm đến nông trại mua trứng về ấp. Nhờ vậy mà gia đình người phụ nữ này có thêm nguồn thu nhập. Mỗi năm chim công đẻ 2 đến 3 lần, tùy điều kiện chăm sóc. Con mái có thể đẻ một lần từ 10 đến 15 trứng, khoảng cách 2 ngày một trứng. Này nó tới mùa là nó cái lông nó dài ra, nó xè lên là giáp cái chuồng của em luôn á. Nên là nhìn nó đẹp lắm. Rồi xong rồi cái lông nó rụng thì mình mới lụm cái lông đó vô rồi mình bán cái lông. Người ta nói lông công là mang lại may mắn nữa anh, nên là người ta hay mua về chân xòe ra giống như cái đuôi con công vậy đó, người ta chưng trên bàn hoặc là bàn thờ vậy đó. Cái lông mà ở trên thị trường bây giờ người ta bán là tầm cỡ 30 ngàn một cái, còn em mà bán vòng vòng ở sớm thì em bán 25-30 ngàn cũng có. Vậy hả bà, nuôi cái này được. Nuôi chim công ngoài thú vui phát triển kinh tế, trứng nở thành con giống để bán. Người nuôi còn bán được lông chim, vì ai cũng quan niệm phước lộc may mắn sẽ đến khi trong nhà có bình hoa cắm lông của loài chim này. Còn khoảng một tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh, nhưng mà từ hai tuần nay thì không khí Noel đã len lỏi tại nhiều cửa hiệu, trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều quán cà phê cũng đã chủ động trang trí Giáng sinh sớm hơn mọi năm để thu hút khách trong bối cảnh dịch bệnh. Đáng chú ý nhất, một quán cà phê tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư máy phun tuyết nhân tạo với tiểu cảnh xung quanh là những cây thông lớn, đi kèm những phụ kiện, vật dụng gắn liền mùa Giáng sinh, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo. Giới trẻ đến đây như được lạc vào vùng đất châu Âu với cảnh tuyết trắng xóa bay lung linh trên bầu trời. Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú giữa tuyết rơi trắng cùng với khung cảnh đầy huyền ảo, cùng với những chiếc bóng đèn rực rỡ nhiều màu sắc. Tuyết nhân tạo rơi khiến nhiều người mường tượng đến như đang ở một vùng đất châu Âu để lãng mạn. Cảm xúc của em thì mới đầu tới thì thấy cũng hơi lạ, lại trong thành phố giữa lòng Sài Gòn này mà lại có một quán giữa này thì hơi bất ngờ. Cũng như mình đang ở nước ngoài hay là ở Sapa này kia vậy. Được biết đây là năm đầu tiên quán triển khai hệ thống này. Từ khi lắp đặt máy phun tuyết thì lượng khách đến đông hơn rất nhiều. Đại diện quán cho biết thêm, máy được đầu tư giá từ 7 đến 8 triệu đồng và được dùng bằng dung dịch chuyên dụng. Khoảng 5 lít dung dịch có thể phun được 3 tiếng tùy theo chế độ, chỉnh phun nhiều hay ít. Nhiều bạn trẻ đã nhanh tay lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất cho mùa Giáng sinh năm nay. Mấy bạn trẻ là thường thường đến check-in sớm cho Giáng sinh để gần cạnh đó mấy bạn nó sẽ không đi được và rất là đông, nhưng mà chụp hình sẽ không có được đẹp. Từ lúc lắp đặt máy phun tuyết thì thấy lượng khách là đông hơn những ngày thường. Gần đến đây thì quán sẽ định lắp đặt thêm một cái máy phun tuyết nữa cho Giáng sinh về ấm cúng hơn nữa. Dù chỉ là tuyết nhân tạo nhưng đã tạo được niềm vui và không khí hạnh phúc cho một mùa Giáng sinh an lành. Cảnh tuyết rơi đã góp thêm không khí Giáng sinh năm nay thêm phần ý nghĩa hơn, đồng thời góp thêm vẻ đẹp cho một mùa Giáng sinh với nhiều mong muốn tốt đẹp và thành công. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Thời gian qua, số lượng bệnh nhân F0 tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng trở lại, kéo theo tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng tăng theo. Để đảm bảo công tác điều trị tốt nhất, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thành phố Thủ Đức đã mở lại các khoa hồi sức. Ngoài lực lượng chính thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115 đang tiếp quản Bệnh viện Hồi sức COVID-19, thì mới đây Sở Y tế đã điều động nhân lực từ hai bệnh viện Ung bướu và Trung ương để hỗ trợ thêm.
phản ánh từ khán giả Phạm Xuân Hoàn, số điện thoại 0378 3 số cuối 534. Kể từ khi huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bùng phát dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 10 đến nay, thầy giáo Lê Huy Phương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập đã rời bục giảng để làm một công việc hết sức đặc biệt, tình nguyện vận chuyển F0, cũng chính là những học sinh của mình đến nơi điều trị. Dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, dù chặng đường vô cùng xa xôi và trắc trở, nhưng với tình yêu thương dành cho học trò, anh vẫn kiên định gắn bó với công việc này hơn một tháng qua. Chia sẻ khán giả Nguyễn Thu Hằng, số điện thoại 0371 3 số cuối 874. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây cũng là lúc nhiều nhà vườn trồng dứ tất bật chuẩn bị chợ hoa Tết. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng những nhà vườn trồng kia vẫn chuẩn bị như thường lệ, đánh cược vào canh bạc chợ hoa Tết cuối năm. Trong những năm qua, dứ được xem là loại cây tiềm năng, dễ trồng, dễ chăm sóc. Nhiều nhà vườn đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật lai tạo như thụ phấn, cây bo để xuất hiện những loại hoa mới đa dạng nhiều màu sắc, được khách hàng săn đón. Phản ánh khán giả Vũ Như Lê, số điện thoại 0874 3 số cuối 432. Với mong muốn tạo ra những mặt hàng mới lạ và chất lượng từ trái bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2022, các nhà vườn ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chăm sóc cho vườn cây của mình. Tin tưởng rằng sản phẩm của những người nông dân này sẽ tạo được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Phản ánh từ khán giả Phạm Quỳnh Anh, số điện thoại 0784 3 số cuối 495. Sau những đợt mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua, trên những đám ruộng còn bớt mé nước, một bầy vịt đồng thỏa sức tung tăng, lội bị bõm tìm cái ăn dưới mặt nước. Tuy nhiên, cảnh bình yên này đã bị đứt quãng khi xuất hiện một đàn cò trắng bất ngờ xà xuống bùa vây. Khung cảnh này tạo thêm nét chấm phá trong bức tranh đồng quê rất ngoạn mục và thú vị tại những vùng nông thôn của Việt Nam. Chia sẻ với khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Chim công được mệnh danh là vật nuôi phong thủy và cũng là loài nằm trong nhóm chim quyền lực nhất. Chính vì sắc đẹp, hấp dẫn của loài chim công vài năm trở lại đây, nhiều nông dân ở miền núi huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đam mê giống chim quý này. Gia đình chị Trần Ngọc Hưởng là một ví dụ. Gia đình chị đã khởi nghiệp nuôi chim công từ năm 2018. Sau một thời gian chăm sóc, chim công rất khỏe, cho ra một sản phẩm. Chia sẻ với khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Khoảng một tháng nữa là đến Tết Giáng sinh, nhưng hai tuần nay không khí Noel đã len lỏi tại nhiều cửa hiệu, trung tâm thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều quán cà phê cũng đã chủ động trang trí Giáng sinh sớm hơn mọi năm. Đáng chú ý nhất, một quán cà phê tại quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư máy phun tuyết nhân tạo với tiểu cảnh xung quanh là những cây thông lớn đi kèm với những phụ kiện vật dụng gắn liền mùa Giáng sinh, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Chia sẻ với khán giả Ngọc Nguyên, số điện thoại 0384 và số cuối 784. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.